Đây là tam ca trên samba. Lắc cái ông tập đồ hoang dã, ông già Santa đang tan ca. Khó gì hay ho thì mang ra bày đập vang xa ra nơi quan hoa. Nghe đi, đây em đang vãi. Nhìn thấy anh đi ngang qua, có thể tôi đây và tham gia. Đây là tam ca trên samba. Santa tham gia tam ca. Ông già mang loa đi hoan ca. Mang loa ra nơi hoan ca. Nhận giải to ngay trên gala. Ăn luôn con gala. Gọi mấy em anh quang ra. Gọi mấy em anh quang ra. Từ một con đường đồi để kinh rap phát triển, ra đây theo đường lối chill ra chill. Motherfucker, view ra view. Còn là phim thì anh chọn view Brazil. Còn là thích còn yêu ra yêu. Chắc chắn là yêu ra yêu. Nhìn anh đổi về điếu để lại 10 phiếu. Flow và beat như diễn cảnh dương chiều. Cách anh chơi nhạc lại chọn làm các em thương yêu. Hoa ca trong hiệu xăm và các em pha la. Mong được ban quảng cụ yên tâm vì anh là Santa. Anh là Santa. Đây là tam ca trên samba. Lắc cái hông theo đội hoang dã. Ông già Santa đang tan ca. Có gì hay ho thì mang ra. Bầy đập vang xa xa bên quan hoa. Nghe đi đây em đang vãi. Nhìn thấy anh đi ngang qua. Cứ tới đây và tham gia. Tam ca trên samba. Santa tham gia tam ca. Ông già mang loa đi hoang ca. Mang loa ra đây hoang ca. Nhận giải to ngay trên gala. Cho cái phiếu bé ngoan một set 30 phút rồi làm một điều với fan. Đưa vào tiệm với một bọc tưởng thừa mà thế đéo lại hiểu mới toan. Ca được một lúc thôi chưa YouTube nhảy vào nhạc anh thì lại gần một đời. 420 Young Woody Young QNT cho làm hay cùng một tập một bài. Tiếp được 42 em đang đâu anh đây tiểu nhịn mát cho anh. Anh chẳng dành tiếp cho 5 lít bơ. Ngày hôm thì anh bơ mua đang đứng khoảng tay. Khi vì Ella mà đôi khi ô tô. Khi vành ngã mà đôi khi kimono. Khi lùa mới mà đôi khi zero ho. Đôi khi thuốc lá thay bằng pin tô to. Tam ca trên samba. Lắc cái hông theo kiểu hoang dã. Có gì hay ho thì mang ra. Anh em đốt đuốc với lại hoang ca. Ba lô camo mang loa. Lêu hêu lên cả Sapa. Gọi nồi lẩu bò ba toa. Uống rượu nhảy cha cha. Mang vẫn sáng dần. Một đám mưa NNT giao tan tầm. Mỗi thằng một quay và đang cầm random. Chúng nó không tin cách anh em tao chơi. Bởi vì bọn tao là chân rap viên khác biệt. Một chuyện là tam tiên ác liệt. Thì mà nhập bọn tao lên là phát nhiên nát tiền. Biết thức freestyle chả nà lên thì của cypher. Lên cỏ rêu chuyện là cypher. Mấy thằng bảo ngay đến tao để cài đồ. Nhưng mà nếu anh hiểu sao lại phải đặt thêm 2G. Tao không hề nhận tơ idol. Nếu chỉ vì mấy hit TikTok viral. Biết có mạnh chuyển khoản đặt cọc. Nếu có chỉ mọi chứ chỉ giữ được cái title. Tam ca trên samba. Cái hông theo kiểu hoang dã. Có gì hay ho thì mang hands ra. Hands up, đốt hands up hay. Hands up hay. Everybody lêu hêu lên cả Sapa. Gọi nồi lẩu bò ba toa. Uống rượu nhảy cha cha. Ê, ê, ê. Tôi vừa thấy cái tay của tất cả mọi người trên cao đúng không nhở? Hands up. Yeah. What the fuck?